Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà,
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Đó là lời của Thánh Irene khi Ngài nói với mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nhận ra vinh quang của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta, để rồi từ đó chúng ta đem vinh quang của Chúa đến cho anh chị em mình. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giacobê Nguyễn Đăng Tỏ, linh hồn Giuse Đinh Khắc Thiện, linh hồn Phêrô Huỳnh Minh Kỷ, linh hồn Phêrô Nguyễn Thanh Hải mới qua đời, linh hồn Anna Trần Kim Cúc, linh hồn Anna Vũ Mộng Hằng mới qua đời, linh hồn Maria Lê Thị Nga, linh hồn Maria Trương Thị Diễm, linh hồn Nguyễn Duy Lạng, linh hồn Maria Bùi, xin tạ ơn Chúa nhân dịp sinh nhật. Maria Lê Nguyễn, xin tạ ơn và bình an cho Nguyễn Tấn nhân dịp sinh nhật 52. Trần Minh Diệp, xin tạ ơn. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Nghĩa mới qua đời, Vincent Nguyễn Hàm Huy mới qua đời. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Giám mục Irene thành công banh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyên cầu mà củng cố niềm tin và lòng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức mình làm cho mọi người đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Ngày mùng 10 tháng 12 năm thứ 9 triều Xích-ki-gia-hu Nabucodonosor, vua Babylon cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Jerusalem. Vua đóng trại và đắp chuyến lũy chung quanh để đánh thành. Thành bị vây hãm cho đến năm thứ 11 triều vua Xích-ki-gia-hu. Vào mùng 9 tháng 4, nạn đói hoành hành trong thành vì không còn lương thực cho dân trong xứ. Người ta liền đục thủng một lỗ trên tường thành. Đang đêm, tất cả các chiến binh chạy trốn theo lối đi giữa hai bức tường gần vườn của vua. Bấy giờ quân Can Đê đang bao vây thành, rồi họ đi theo con đường hướng tới Arava. Đạo quân Can Đê rượt theo và đuổi kịp vua trong vùng thảo nguyên Jericho. Toàn thể đạo quân của vua bỏ vua chạy toán loạn. Chúng bắt vua và đem lên Ripla gặp vua Babylon. Chúng tuyên án kết tội vua. Chúng cắt cổ những người con của vua Xích-ki-gia-hu trước mắt vua cha. Rồi vua Babylon đâm mù mắt vua Xích-ki-gia-hu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại và điệu về Babylon. Ngày mùng 7 tháng 5, đó là năm thứ 19 triều Nabucodonosor, vua Babylon, quan chỉ huy thủy vệ Nebuzaradan thuộc hạ vua Babylon vào Jerusalem. Ông đốt nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Jerusalem. Ông còn phóng hỏa đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý. Toàn thể đạo quân Can Đê dưới quyền quan chỉ huy thị vệ phá hủy các tường thành chung quanh Jerusalem. Quan chỉ huy thị vệ Nebuzaradan bắt những người dân còn sót lại trong thành, những người đã đào ngũ theo vua Babylon, và những người thợ thủ công còn sót lại phải đi đày. Nhưng quan chỉ huy thị vệ chừa lại một phần dân cùng dinh trong các xứ để trồng nho và canh tác. Đó là lời Chúa. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lời xương ca sẽ dính với hàm. Jerusalem hỡi, lòng
Ngài nếu quên ngươi, lời xương ca sẽ dính với hàm. Bờ sông Babylon ta ra ngồi nưng nở, mơ tưởng nhớ Sion trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lời xương ca sẽ dính với hạt. Bọn linh canh đòi ta hao xương, lũ cơm này mới gương vui lên. Hát đi, hát thử đi xem, Sion nhà thanh điệu quen một bài. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lời xương ca sẽ dính với hàm. Bài ca kinh Chúa Trời làm sao ta hát nổi, nơi đơn khan quê người. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gãy đàn thành tê bài. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lời xương ca sẽ dính với hàm. Lời xương ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại bái lại người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: Coi chừng, đừng nói cho ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chẳng bán tình tôi kiếp đợi chờ. Đó là những lời thơ của thi sĩ Hàn Mạc Tử. Một chàng trai tài năng, một tâm hồn yêu say mê cuộc sống. Thế nhưng số phận trêu ngươi, ngay khi còn rất trẻ, khi tuổi xuân đang còn hừng hực, chàng mắc bệnh phong hủi và ra đi khi tuổi vẫn còn rất trẻ, với bao nhiêu nhiệt huyết và dự phóng trong cuộc đời. Thế nhưng với cuộc đời rất ngắn ngủi ấy, chàng trai hào hoa
đã kết dệt nên rất nhiều áng thơ bất hủ và làm say mê lòng người. Chính khi mắc căn bệnh phong cùng với cuộc đời đảo điên, anh đã làm cho bao nhiêu người yêu thơ cảm thấy nơi anh một con người mang một khát vọng sống thiêng liêng và cao quý. Hàn Mạc Tử viết như thế này: máu đã khô rồi, thơ cũng khô, tình ta chết yểu từ bao giờ. Từ nay trong gió, trong mây gió, lời thảm thương rền khắp nẻo mơ. Như thế trong những lời thơ của Hàn Mạc Tử luôn chất chứa khát vọng sống, và ông tin rằng cuộc sống thật tốt đẹp nếu mỗi người chúng ta biết trân trọng từng giây phút trong cuộc sống. Thế nhưng chàng thanh niên ấy lại phải ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Anh ra đi mới độ khoảng 40, trong bệnh phong và trong sự cô đơn của cuộc đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, căn bệnh phong dường như là nỗi ám ảnh đối với bao nhiêu người, đặc biệt đối với anh chàng trong đoạn tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe. Trong xã hội thời Đức Giê-xu, căn bệnh phong là một chứng bệnh hiểm nghèo. Họ không những phải gánh chịu những đau đớn về thể xác, mà những người bệnh phong còn phải gánh chịu nỗi đau về tinh thần. Họ bị mọi người xa lánh và coi như một con gì đó trong xã hội không xứng đáng với địa vị và nhân phẩm là con Thiên Chúa. Những người bị bệnh phong chịu sự mặc cảm vì những căn bệnh quái ác đã gây ra cho họ. Và chàng thanh niên trong tin mừng cũng mang tâm trạng như vậy. Thế nhưng vào một ngày, Đức Giê-xu đến, Ngài loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Ngài đến để chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại. Ngài đến để chữa trị không những căn bệnh thể xác và căn bệnh tinh thần. Chàng thanh niên bị bệnh phong hồi ấy cũng được thôi thúc đến gặp Đức Giê-xu. Thế nhưng một điều rất lạ, chúng ta nghe thấy chàng thanh niên nói với Đức Giê-xu thay vì Ngài nói với Đấng Cứu Độ: thưa Thầy, xin cứu cho con khỏi bệnh phong. Chàng thanh niên này lại nói: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Qua những lời nói của chàng thanh niên này, anh hoàn toàn phó thác cuộc đời cho lòng thương xót và nhân từ của Thiên Chúa được mặc khải qua Đức Giê-xu Ki-tô. Anh nói như thế để chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và Ngài muốn biết tất cả những con cái của Ngài đang cần đến điều gì. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài thừa hiểu những nhu cầu sâu xa nhất của thân phận con người. Và Đức Giê-xu đã chữa lành cho anh khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta chạy đến với Chúa, đó là một điều rất tốt. Thế nhưng chúng ta chưa có được lòng tín thác như chàng thanh niên bị phong cùi trong đoạn tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe. Chúng ta hay áp đặt lên Thiên Chúa những ý nguyện của mỗi người chúng ta, thay vì để Thiên Chúa ban phát cho chúng ta những ơn lành theo như lòng nhân từ của Thiên Chúa là Cha. Trong kinh Lạy Cha chúng ta vẫn đọc hàng ngày: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hình như trong mỗi lời cầu nguyện của chúng ta không để cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Thay vào đó, chúng ta lại để cho ý của chúng ta được lên ngôi, thay vì chính thánh ý của Thiên Chúa
làm sáng tỏ trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi tín thác vào Thiên Chúa là Cha, và vì Thiên Chúa ấy luôn quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta. Mỗi người đã làm cha làm mẹ đều nhận biết thấy nhu cầu của con cái mình. Thiên Chúa là Cha và Ngài thấu tỏ những nhu cầu, những trăn trở, những nổi trôi của thân phận mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta có lòng tín thác như anh Phong hồi trong đoạn tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe, Thiên Chúa sẽ thi ân giáng phúc và cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ được đổi mới. Xin cho lòng nhân từ của Thiên Chúa bao bọc lấy cuộc đời đầy tội lỗi và bất toàn của mỗi người chúng ta, và xin cho thánh ý của Thiên Chúa chiếu tỏa trên thân phận nổi trôi của phận người. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này nhân ngày lễ kinh thánh Irene. Ước chi của lễ này làm vinh danh Chúa và giúp chúng con mến yêu thực sự, để chúng con gìn giữ đức tin mãi tinh tuyền, vừa duy trì sự hiệp nhất luôn bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của thánh Irene từ đào đã đổ ra, bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa. Qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mong giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,
Vì thế cùng với đạo binh thiên quân, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tin Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa lệnh người chúng con cư hành mầu nhiệm này, trong đêm bị trao nộp trên người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tùng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bô dương bởi mình và mau con Chúa, và được tràn đầy thanh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh tuyển, một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiền vinh, cùng với thánh Irene và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Michael chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa.
Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tu mọi con cái Cha đang tan mác khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an, cho gia đình và mỗi người chúng con được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được nhìn đến, được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự các mầu nhiệm thánh này, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Sư Thánh Irene đã được vinh quang và gìn giữ đức tin cho đến chết. Nay xin cho chúng con cùng biết trung thành với đức tin ấy để trở nên công trình thánh thiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.